Mới nhận hàng của mẹ, xác định trưa nay chắc khỏi tốn cơm rồi. Nhìn cái túi nè, kẹt kẹt, kê cái gói nằm được luôn. 45.000 một túi to. Chưa kịp mở túi zip nữa, từ xa nghe một cái mùi thơm mà vẫn khoái gục cái đầu vô hử. Thành công của cái món này là mình sẽ tận hưởng cái mùi thơm trước khi mà mình ăn. Có người nghe mùi hay sao á, đến bốc dụng. Nhiều khi cái người review còn chưa cảm nhận được hết chứ người bốc dụng ăn ngon lắm. Mình thì lay quay. Có người ăn trước mình rồi đó, chớp chép. Vì cái túi nó quá to nên Hoa Sương phải lấy cái dĩa bự để mà thưởng thức cho nó sướng cái miệng. Rồi cầm đôi đũa lên là biết rồi đó. Xa xa nhìn cái dĩa tưởng đâu dĩa gỏi không. Quá trời. Bánh tráng của mẹ thì quá nhiều vị chắc ai cũng biết rồi. Nhưng mà Hoa Sương thích chọn cái vị rong biển này cho nó dễ ăn. Tại mình thích mà anh bạn nhỏ cũng thích nữa. Chiều nay anh về chắc anh khoái dữ lắm. Mắc hửi tại vì nó quá là thơm. Thơm của gia vị chứ không có ngấy dầu. Làm cho mình thưởng thức cũng thấy ngon miệng. Bán bánh tráng cái kiểu mẹ ăn vừa no kẹt kẹt lấy cái túi kê gói nằm ngủ luôn cũng được.